cái gì cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 173. Giá sa bà bằng cá tăng cầm măng, cú sa lề ná bí thì giá tí, xô măng lô cằn bá phà xề tí, ấp phà muốn tồ quá chàn đi mà. Giá sa bà bằng cá tăng cầm măng, cú sa lề ná bí thì giá tí, xô măng lô cằn bá phà xề tí, ấp phà muốn tồ quá chàn đi mà. Giá sa bà bằng cá tăng cầm măng, cú sa lề ná bí thì giá tí, xô măng lô bá phà xề tí, ấp phà muốn tồ quá chàn đi mà. Ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ nghiệp ác, chói sáng đời này như trăng thoát mây che. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Giá sa bà bằng cá tăng cầm măng, cú sa lề ná bí thì giá tí, xô măng lô cằn bá phà xề tí, ấp phà mút tô quá chàm bí mà. Hồi đầu làm các hạnh lành xóa mờ nghiệp ác nghiệp đã sanh thuở nào, trí nhân chiếu sáng trần lao, trời quang mây tạnh trăng sao đời này. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời cô Cẩm Vân. Dạ, sa thú rừng thai, kính cảm ơn sư Trần Đông. Nam mô Quý Thoa Giá, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính lĩnh lễ Đức Phật, con kính lĩnh lễ giáo pháp, con kính lĩnh lễ Đức Tăng, con kính lĩnh lễ tọa minh hạnh đại đức tuệ đức cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 173. Giác xá ba băng cá tăng măng, cú xá lê ná tí thi giá tí, xô măng lô căng bá ba xê tí, áp ba mút tô quá chan đi ma. Giác xá ba băng cá tăng cầm măng, cú xá lê ná tí thi giá tí, xô măng lô căng bá ba xê tí, áp pa mút tô quá chan lý ma. Giác xá ba băng cá tăng cầm măng, cú xá đề ná bí thi giá tí, xô măng lô căng pa pa xê tí, áp pa mút tô quá chan lý ma. Ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ ác nghiệp, chói rực đời này như trăng thoát mây che. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Hồi đầu làm các hạnh lành xóa mờ ác nghiệp đã sanh thở nào, trí nhân chiếu trần lao, trời quang mây tạnh trăng sao đời này. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và Cẩm Vân đã ôn bài xong. Mến mời Văn Thanh, mời Sittina nha. Mời quý vị nha. Dạ. Mời huynh Bát Tha Ná nữa. Con kính đảnh lễ Tam Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Vi Sư, Vi Bà, Vi Cô Tư Nữ. Con kính chào Đạo Tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 173. Giác xá bà bằng ca tầng cầm mần, cú xá lệ ná phi thị giá tí, su măng lô cằn ba phà xê tí, áp và mút tù quá chẳng đi mà. Ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ nghiệp ác, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ya sa pa pang ka tang kam mang ku sa le na pi thi ya ti so mang lo kang pa pa se ti ám pha môn tô hòa chân đi mà. Nhân xa pha băng ca tăng cầm măng, cư xa lê na bì thi ya ti, số măng lô căng pha pha xê ti, ám pha môn tô hòa chân
khởi đầu làm các hạnh lành, xóa mờ ác nghiệp đã sanh thổ nào. Trí nhân chiếu sáng trần lao, trời quang mây tạnh trăng sao đời này của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ thưa con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư quý bà, quý cô thư nữ, con kính tri ân đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Sa thú lần thầy, tin nạn, hôm nay sao mà quan tâm này kể không được vậy. Dạ không biết cô tu nữ Phúc Hạnh có đây có thể lên kể được không ạ? Cô tu nữ Phúc Hạnh không biết có chiếc máy không, nghe cô có thể kể được không? Nếu mà cô có thể kể được xin kính mời cô nha. Dạ không có thấy tín hiệu. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Kha Giá. Kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ chư Đại Đức Tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ con xin được kể kinh Pháp Cú số 173. Yassa papang katang kamang kusalena piti yati sumang lokang papaseti apamuto vachandi ma. Yassa papang katang kamang kusalena piti yati so mang lo kang pa pa se ti a pa mu to va cha di ma yat sa pa pang ka tang ka mang ku sa le na pi thi ya ti so mang lo kang pa pa se ti a pa bu to va cha di mà ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ nghiệp ác, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Bản dịch của ngài Minh Châu. Hồi đầu làm các hạnh lành xóa mờ ác nghiệp đã sanh thủa nào, trí nhân chiếu sáng trần lao, trời quang mây tạnh trăng sao đời này. Bản phổ thơ của ngài Giới Đức. Dạ Nam Mô Phật Tha Giá. Dạ con đã kể là ngày chắc cuối cùng rồi, không có bàn tay nào hết nữa rồi. Dạ không biết cô tu nữ Như Pháp với Nick Nhật Huỳnh không biết có vào room được không ạ? À? À, có vấn đề, có bị trục trặc hoài. Dạ về miễn mời Sít Tràng Đông vào băng đi nhá. Cô tu nữ Như Pháp với Nick Nhật Huỳnh có vấn đề về máy. À, mời Sít. Samma vacca samma kammanto samma ajivo samma vayamo samma sati samma Majjhima patipada tathagatena abhisambuddha. Dạ xin sám hối với đạo tràng, có người không có vào room được nên nhờ con kéo, nãy giờ con kéo mấy lần rồi chưa có thấy vào được. Dạ cảm ơn đạo tràng cho con biết được tín hiệu, để thử kéo lại lần nữa. Dạ cũng không có vào được rồi.
Cô Đặng Đông ơi, cô Đặng Đông thử áp cái nick Pháp Muôn Lào Cai. Cô kéo phụ coi có thể cho Pháp Muôn Lào Cai vào được không nha cô Đặng Đông. Chứ như rồi, thấy Pháp Muôn Lào Cai vào rồi. Dạ, bây giờ thì Pháp Muôn Lào Cai có thể đưa tay lên ông bài đi rồi. Để hết giờ chút xíu. Chư Pháp chào đầu sàng thao gia con thanh kính thánh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh ạ. Dạ, mời Pháp Muôn Lào Cai nghe. Dạ, con xin kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng cùng với cô Tư Nữ hiện diện trong Zoom ạ. Con xin chào toàn thể đạo tràng. Con xin được đọc và kệ bài câu Pháp Cú 173 ạ. Xin cảm ơn Huỳnh Quát Thân Á cho bài ạ. Xin cảm ơn dạ Đồng Quân Việt Huỳnh ạ. Chưa biết tín hiệu, con xin được đọc ạ. Ya sa pa pang ka tang ka mang ya sa ya sa pa pang ka tang kam mang kusale na piti yati so mang lokam papaseti appa ruwa chandima ya sa pa pang ka tang kam mang Cú sa lê na bì thi ya ti Sô măng lô căm bà bà sê ti A pa mụt tô hòa chán đi mà. Ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ nghiệp ác, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hồi đầu làm các hạnh lành xóa mờ ác nghiệp đã sanh thuở nào, chí nhân chiếu sáng trần lao, trời quang mây tặng tranh trăng sao đời này. Dạ, bản dịch của Hòa Thượng dưới đất ạ. Con đã đọc và kệ xong ạ. Con xin được xuống mic mời một vị khác ạ. Con xin được xuống mic. Dạ, sa thú kính cảm ơn Pháp Muôn Lào Cai. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá Nó Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, cảm ơn cô Đặng Đông cho Như Pháp biết được tín hiệu. Cảm ơn Pháp Muôn Lào Cai. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Như Pháp kính lễ quý bà quý cô tu nữ, Như Pháp kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ, không biết Quan Thanh đã ôn bài chưa? Dạ, đạo tràng cho Như Pháp biết được cái Quan Thanh ôn bài chưa ạ? Dạ, còn vị nào chưa ôn bài thì kính mời bàn tay. Dạ. Như Pháp kính chào Vinh Quát Tha Ná, mến chào cô Rạng Đông, kính chào, mến chào Pháp Muôn Lào Cai, kính chào Maharaja, kính chào Thăm Má Xú Khá, kính chào Buông Bỏ, kính chào xin ngồi nghe. Mến chào Thi Lâm, kính chào IQ em đó, kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Mến chào Thi Na, kính chào anh chị Phan Quang Liêm. Mến chào Quang Thanh. Mến chào cô Hoa Nguyệt. Kính chào Phụng hay Phúng gì đây? Dạ, kính chào người phương Nam. Kính chào họ nhà gấu. Ồ, dạ. Chào Sati Amata, vừa vào đạo tràng một lần nữa, con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, Như Pháp kính chào đạo tràng. Dạ, bây giờ trong khi chờ đợi để
đang chào đạo tràng để có thời gian chào thượng tọa Tây Nguyên vào. Và nếu vị nào chưa có ôn bài thì kính mời bàn tay. Và trong khi chờ đợi, và cảm ơn Minh Quá Thanh Á cho bài học. Và con xin được trả bài câu pháp của kinh sở 173. Giá sắp bà bằng cách tăng cầm măng cứ xa lệ ná bi thi giá tí sơ măng lộ căng bá phà xê tí áp phà mút tờ quách chành đi mà. Giá sắp bà bằng cách tăng cầm măng cứ xa lệ ná bi thi giá tí sơ măng lộ căng bá phà xê tí áp phà mút tờ quách chành đi mà. Ya sắp bà bằng các tăng cầm măng cứ xa lệ nó bí thi giá tí sợ măng lộ căng bá pha xê tí áp bà một tờ quá chanh đi ma. Ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ nghiệp ác, trói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Con xin được kể ạ. Và xa ba băng cà tặng cầm măng cụ xa lê na bị thi gia ti sầu măng lô căng bà phá xê ti a pha mút tơ quả chanh đi mà. Và xa ba băng cà tặng cầm măng cú sa lê na bị thi gia ti sầu mặn lô căng bà pha xê ti a pha mút tơ quả chanh đi mà. Hồi đầu làm các hạnh lành xóa mờ ác nghiệp đã sanh thợ nào, trí nhân chiếu sáng trần lao trời mây trời quang mây cạnh trăng sao đời này. Và đây là bản phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức như pháp, kính cảm ơn đạo tràng. Mến mặt mến chào xích cô Trần Đạo vừa vào đạo tràng, và mời bàn tay của cô Trần Đạo khi chờ đợi thương tòa tỷ quyền vào. Và mời cô Trần Đạo, mời bàn tay nha. Dạ Nam Mô Bích Thang Giá, Nam Mô Thâm Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Thạnh, thượng tọa Tỷ Huyền, thượng tọa Đại Đức, Đại Đức cùng chư tôn đức thượng kính. Như pháp kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc học kinh pháp cú số 173. Và sa ba băng cà tăng cầm măng cú sa lê na mì chi gia thi sô ma lô căng bà ba xê ti ấp ba mô cô và chăng đi ma. Và sa ba băng cà tăng cầm măng cú sa lê na bị thi gia thi sô ma lô căng bà ba xê ti. Ấp ba mút tô và chăng đi ma. Ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ nghiệp ác, đối xử đời này như trăng thoát mây che. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hồi đầu làm các hạnh lành xóa mờ ác nghiệp đã sanh tội nào, trí nhân chiếu sáng trần lao trời quang mây tạnh trăng sao đời này. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Cảm ơn Huynh Quách Sanh đã bắt bài ạ. Và con xin gửi mic lại cho đạo tràng ạ.
Dạ sa thú kính cảm ơn cô Trần Đạo. Dạ cảm ơn cô Răng Đông cho như pháp biết được tín hiệu. Dạ cảm ơn cô Trần Đạo. Nam mô Bích Tha. Dạ con tu nữ như pháp thành kính lãnh lễ thường tọa tại quyền cùng chư tôn đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Như pháp kính chào đạo tràng. Dạ sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân đại đức tại đức đã tiên phong ôn bài pháp của kinh số 173. Dạ cảm ơn Quang Thanh. Như pháp kính cảm ơn cô Trần Đạo, Pháp Vương Lào Cai, cô Rằng Đông, Minh Quá Tha Ná, Thina, cô Cẩm Vân và không biết còn ai nữa không nữa. Dạ nếu còn vị nào như pháp không thấy ở trong room thì kính mong hoan hỷ. Dạ cảm ơn tất cả quý vị đã đưa bàn tay lên để ôn bài câu pháp quốc kinh số 173. Và bây giờ thì đạo tràng chúng ta tính giờ học bài mới câu pháp quốc kinh số 174. Như pháp kính mời đạo tràng cùng với như pháp lắng tâm thanh cung thịnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được thượng tọa tại quyền giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ cảm ơn Minh Quang Tha Ná đã cho bài học. Nam mô Bích Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ, Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Phạm Thiên Phật ngầm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi, biết lòng mở đạo dạy đời, A Nhâm Vương Lộc Giáng ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hà giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, ma đám mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Dạ, dạ đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh thượng tọa tề quyền từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng nguyên sự và ý nghĩa câu pháp cứu kinh số 174. Như pháp kính chúc đầu tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính nhân Minh Thánh Sư ạ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ thưa được chúng được nghe rõ. Dạ cảm ơn của tụi nữ Như Pháp, cảm ơn Thượng Quách Thành Á. Dạ xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkawantan Apiwade Miswakato Phakkawata Thammo Thammang Namassami Supatipanno Phakkawato Sawakasangko Sankhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân tăng dân ở Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, người nhờ quy lực Tam Bảo hàng giáo hộ đến chư tôn Đức Tăng. Quý tôn nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bích Thà Gốc. Chị kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta học câu pháp cú số 174. Giờ đây thì chúng tôi sẽ thích nghĩa câu pháp cú số 174. Anh tháp phụ tô a dăng lô cô ta nú kết thá quý pá sạch tí sắc cú nô cha la mút tô quá áp bô sắc ga chạch tí. Câu đầu tiên, anh tháp phụ tô a dăng lô cô, anh thá có nghĩa là đây là một tỉnh từ, nói đến cái nghĩa là mù, hay hoặc là mù nghĩa là không thấy đường á.
Và đây là một cái tỉnh từ, và nó được ghép từ tiếp từ cái chữ phu tá, và đây là chữ phu tô, chia theo cái chủ cách số ít. Dạ. Thì cái căn phu tá ở đây là căn phu tá, là căn phu cộng với tá, đây là quá khứ phân từ, có nghĩa là đã trở thành, nó là quá khứ phân từ rồi, cho nên là nó đã đi qua. Cái chữ lô cá là thế gian hay là đời, là danh từ nam tính, danh từ nam tính, mà lô cô ở đây chính là chủ từ, chủ cách, và nói đến thế gian hay thế giới cuộc đời này thì dễ rồi. Tánh ukkhetha vipassati Tanuko nó cũng là một tính từ, mà nói đến cái gì? Nó cũng là, ở phía dưới này cũng là nói lên được cái Tanuketha là bằng chữ Tanuko cộng với Etha. Đây là cái chữ nếu học sanh thí thì nó xóa một cái nguyên âm phía trước, tức là Tanuketha, tức là gọi là bốp bát sát lô bát sanh tí, ở đây tức là xóa cái nguyên âm đầu. Thì có nghĩa rằng cái chữ bát là thấy, giờ chúng ta biết rồi, là quý bát sanh tí, thì nó thêm một cái tiếp vị ngữ cộng với cái chữ đi tí là thấy đó, tức là nhìn thấy rõ. Đây nó thuộc về tha động từ. Mà cái chữ ví, một tiếp động ngữ đó có nghĩa là chỉ cho cái sự nhấn mạnh hay cái sự rõ ràng. Chúng ta nhớ như vậy. Còn Tanuketha, Tanuko, nó từ Tanuka, đó một đến tỉnh từ về số, nói đây là số ít hay là ít. Còn cái chữ Etha, động trạng từ, là ở đây thì ám chỉ cho cái nói thế gian á, hay là xác định rõ ở đây, hay là cái chữ này cũng được, nông trạng từ. Cho nên chúng ta được ở đây số ít nhìn thấy rõ. Thì cái chữ quý bác tí này chúng tôi nói từ căn đồ ngữ cộng với đích tí á, thì nó cuối cùng thì cái động từ this này là tức là thấy. Hay là vipassati cũng vậy, vipassati có nghĩa là từ cái căn quý cộng với tí, thêm tha động từ tức là chúng ta gọi là nhìn thấy rõ. Như thế thôi. Và qua cái đoạn thứ ba này, sakuno cha lamoto quá. Sakuna là con chim. Hay sakuno là danh từ nam tính, đến chỉ cho con chim. Mà cha lá mút tô là từ cái chữ cha lá cộng với mút tác. Nó thuộc về quá khứ phân từ, cũng như đã thoát ra. Còn cái chữ apo, đây là một tính từ, chút ít hay là ít gì thôi. Sa sắc ga giá gái trật tiết ga giá sắc ga là từ cái chữ sắc gái danh từ nam tính, tức là sắc giá cũng đi đến cái cõi niết bàn. Mà cái chữ gái trật tiết là từ cái chữ căn gâm á, là đi, động từ đi, thế đây cõi trời thì đi đến thiên giới. Sakuno cha lamuto, cái nhà mô tá này nó đã dịch rồi, đã được thoát ra khỏi.
và một chút ít đến thiền giới. Hòa thượng Minh Châu việt dịch rằng: đời này thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng như chim thoát khỏi lưới, rất ít thiên giới. Và phổ thơ: thế gian láng quáng mù quanh, mù manh hiếm thay, ít kẻ mắt lành sáng trong, lưới trùm chim khó thoát lòng, bay lên nhà cảnh quả không mấy người. Đó là cô hòa thượng Duy Đức. Thì kính thưa quý vị, đây là câu chuyện. Tiếp theo là một câu chuyện phát cứu cho cái bài kệ số 74 này. Cái bài kệ rất là hay. Cái câu chuyện cũng thật là đặc biệt. Đó là nói về con gái của người thợ dệt Anh Tháp Phu Tô ở Văn Lô Cô Tí. Khi Đức Phật Ngài ở tại Tháp Ác Cá La Quát, đề cập đến thiếu nữ con của người thợ dệt. Thì tương truyền một lần nọ Đức Phật Ngài du hành đến xứ A-la-uy. Thì A-la-uy đã cúng dường đến chư Tăng có Đức Phật và việc và các vị thượng thủ Thinh Văn, và có Đức Phật là vị thượng thủ. Khi đã thọ thực xong, Đức Thế Tôn đã nói lên cái thời pháp thoại rằng: nên các cần sự nữ, các ngươi nên tu tập về tùy niệm sự chết. Như vậy, đời sống của ta không tồn tại, sự chết chắc chắn sẽ đến với ta, ta chắc chắn phải chết. Đời sống, sự chết của ta có cái chết là lẽ thường hằng. Người không tu tập niệm sự chết khi lâm chung thường giật mình, kinh sợ, than khóc, kinh hoàng. Ví như người trông thấy rắn độc sẽ kinh hoàng lên như thế, còn người tu tập niệm sự chết, người ấy không có sự giật mình, kinh sợ hay hoảng hốt trong lúc lâm chung. Ví như người trông thấy rắn độc từ xa dùng cây đuổi nó đi. Do vậy các ngươi hãy chuyên niệm về sự chết. Thì những người nghe pháp ấy, sau khi nghe bậc đầu sư thuyết giảng xong á, chỉ tầm cầu trong cái phần sự của mình thôi, chỉ nghe rồi hiểu rồi, không có suy nghĩ hết. Nhưng riêng con gái của người thợ dệt là mới tròn 16 tuổi thì cô ta mới suy nghĩ rằng lời dạy của Đức Thế Tôn thật là thù diệu, ta nên là người tu tập niệm sự chết. Thế rồi hàng ngày cô ta chuyên tu về kinh niệm sự chết cả ngày lẫn đêm. Riêng Đức Phật thì sau khi thuyết pháp thổi xong, Ngài từng tự du hành đến về lại kỳ viên tịnh xá. Trong 3 năm dài, tín nữ ấy luôn tu tập về sự chết. Thì một hôm, Đức Phật Ngài dùng tuệ nhãn để quan sát, thì nhìn thấy hình ảnh của người con gái thợ dệt giác vào cái võng lưới giác ngộ của Ngài. Ngài suy xét đây là nhân duyên thế nào, thì Ngài mới thấu hiểu. Chứ này, từ khi nghe pháp của Như Lai tinh cần tu tập niệm sự chết đã trọn trong 3 năm, Như Lai phải đi đến đó. Và nàng đi đến nghe, và nàng đi đến, Như Lai sẽ đến đó, nàng đi đến nghe. Như Lai sẽ hỏi nàng 4 câu hỏi, nàng sẽ trả lời đúng nghĩa Như Lai và ban cho nàng tiếng sa thú. Sau mỗi câu trả lời, nhân đó Đức Phật thuyết pháp thoại nhất kệ ngôn thì cô chức nữ đó hay là cô gái người thợ dệt chứng quả dự lưu, và nhờ như thế mà đại chúng sẽ được nhiều cái sự lợi ích. Sau khi suy xét rõ ràng như vậy, Thế Tôn cùng với tỷ chư tỳ kheo khởi hành đi từ Chetavana đến xứ Alawi. Từng tự du hành đến xứ Alawi, Ngài cùng chư tăng ngụ vòng tỉnh xá gọi là Aggalawat. Thị dân xứ Alawi này, quý vị nghe chúng tôi còn nói rõ không? Thì dân xứ Alawi biết rằng bậc đầu sư đã đến, đi đến tỉnh xá đảnh lễ Ngài, cung thỉnh chư tăng thọ thực nơi tỉnh xá. Dạ, cảm ơn Phật tử Quốc Thanh ạ. Rồi cả có cái nàng con người thợ dệt này nữa cũng biết được rằng bậc đầu sư ngựa đến
nàng có tâm hoan hỷ, bậc đầu sư đã ngự đến nơi này. Ngài là bậc vô thượng pháp vương, là bậc tối thượng toán thượng nhân, là bậc thầy của chư thiên và nhân loại. Ngài có gương mặt sáng rực như trăng rằm, đã ngự đến Alawi. Nàng suy nghĩ thêm rằng, ta đã thật diễm phúc chiêm ngưỡng được kim thân của Ngài có màu da vàng rồng tinh anh cao thượng, mà cách đây 3 năm giờ đây ta đã được dương mai chiêm ngưỡng kim thân của Ngài và cùng được nghe cái lời giáo giới của chính Ngài trong pháp thoại thì hương là thụ thắng. Thì cô con gái của người thợ dệt suy nghĩ như vậy. Vào sáng hôm sau, khi cha nàng đi đến hàng dệt đã dặn dò bảo nàng: này con, tấm vải sa tắc cá của người mướn ta dệt, ta đang dệt còn một khoảng gang tấc nữa thì xong. Ta phải dệt cho xong tấm vải ấy trong hôm nay. Vậy con hãy cuộn tơ đi, khi xong mang đến hàng dệt cho cha. Thì nàng nghe cha báo như thế thì suy nghĩ rằng, ta đang muốn nghe pháp nơi Đức Phật, nhưng cha ta lại dặn ta cuộn cái tơ như thế, ta phải làm sao đây? Nghe pháp của Đức Phật hay là cuộn tơ cho cha? Nàng lo lắng đồ suy tư, nếu ta không cuộn tơ cho cha đó thì người sẽ đánh ta. Thôi ta cố gắng cuộn tơ cho mau chóng rồi ta đến nghe pháp sau. Rồi nàng ngồi vào cuộn tơ. Rồi sau khi xong, ngài đặt vào cái giỏ đi đến cửa hàng của cha. Thì bây giờ cả thị dân của thành Alawi đều đến tịnh xá để cúng dường Đức Thế Tôn cùng đại chúng tăng, rồi ngồi yên lặng xung quanh để chuẩn bị nghe pháp thoại của Đức Phật. Nhưng bậc đầu sư im lặng, ngài suy nghĩ rằng, ta vì nàng tín nữ này mà đến đây du hành trọn quãng đường 30 do tuần. Hiện nay nàng chức nữ chưa có mặt, khi nào nàng có mặt, khi ấy Như Lai mới thuyết giảng, mới giảng pháp tùy hỷ. Đứng Như Lai vẫn im lặng. Khi bậc tối thượng nhân im lặng thì không một ai trên thế gian này, kể cả ma vương phạm thiên của đủ thần lực để bạch hỏi. Khi nàng chức nữ mang vỏ đựng, khi mà đưa si giao cho cha xong thì bắt đầu cái cô con của người thợ dệt này mới đi đến tịnh xá. Nàng đi vào hội chúng, đứng phía sau thính chúng, đi vào và đứng ở phía sau chiêm ngưỡng dung nhan của Thế Tôn. Thì bây giờ bậc đầu sư đưa mắt nhìn nàng, nàng hiểu bậc đầu sư đang ngồi giữa đại chúng, ngài im lặng nhưng để đưa mắt nhìn ta, nghĩa là ngài đang chờ đợi ta. Vô cùng quan hỷ, cô ta đặt vỏ tơ xuống, đi đến hành lễ dưới chân của đầu sư. Và Phật ngài hỏi rằng, vì sao Đức Thiện Thệ Tông chờ nàng tín nữ ấy? Thì mới đáp rằng, được biết rằng nghiệp trọng tận sẽ đến cho nàng trong ngày hôm ấy. Nếu nàng mệnh chung trong lúc mà còn phàm nhân á, thì khó có sanh thú chắc chắn, thì không có sanh thú được như ý. Nhưng khi nàng đến nơi của đấng đầu sư đến Như Lai thì nghe pháp từ Như Lai, ngài sẽ chứng dự luôn, có thể ngài chắc chắn sẽ sanh về cõi Tushita, cõi trời Tushita đấu sức. Thì bây giờ chức nữ con người thợ dệt đi vào lệnh lễ Thế Tôn xong rồi, còn một bên Đức Phật mới phóng hào quang 6 màu tỏa ra, đợi cho nàng yên vị, Đức Thế Tôn mới phán hỏi rằng: này tín nữ, nàng từ đâu tới? Cái đoạn này rất hay nè quý vị. Bạch Thế Tôn, con không biết. Này tín nữ, rồi con sẽ về đâu? Bạch Thế Tôn, con không biết. Này tín nữ, con không biết thật ư? Bạch Thế Tôn, con biết. Có thật là con biết chăng? Bạch Thế Tôn, con không biết. Thì Đức Thế Tôn phán hỏi 4 câu hỏi như thế. Khi đại chúng nghe nàng trả lời như thế, xôn xao và trách nàng: Này các người hãy nhìn xem con gái của người thợ dệt, nàng ta đang diễu cợt bậc đầu sư. Khi ngài hỏi nàng từ đâu đến thì nàng đáp là con từ nhà đến. Khi ngài hỏi nàng đi sẽ đi về đâu thì nàng đáp con cũng sẽ trở về nhà. Khi ngài hỏi thì nàng cần phải trả lời như thế, chẳng phải là thích hợp cũng chẳng phải là thích hợp sao? Thì tính chúng bàn như vậy đó, nghĩ như vậy đó, phải trả lời như vậy mới được đúng. Thì bây giờ đợi cho thính chúng bàn tán. Sau khi mà im lặng xong, Đức Phật ngài mới từ tốn hỏi nàng chức nữ rằng: này tín nữ, Như Lai hỏi nàng
Nàng từ đâu đến, vì sao nàng trả lời con không biết? Bạch Thế Tôn: Con vẫn biết, con từ nhà đến đây, nhưng ngài hỏi con từ đâu đến không phải là ý nghĩ như vậy, mà ngài hỏi rằng con từ đâu sanh đến đây. Nhưng con không biết được, con cảnh giới tái sinh từ đâu con vào cảnh giới này, nên con đáp là con không biết. Lần thứ nhất, Đức Như Lai tán thán: Xà thú, xà thú. Này, người đã giải đáp đúng câu hỏi mà Như Lai hỏi nàng. Rồi này tín nữ, tại sao sau khi Như Lai hỏi ngươi sẽ đi về đâu, thì nàng lại đáp rằng con không biết. Bạch Thế Tôn: Lẽ thường ngài vẫn biết rằng khi con nghe pháp xong thì con trở về nhà, nhưng ngài muốn hỏi con rằng sau khi chết con sẽ tái sanh về cảnh giới nào, nhưng con không biết cảnh giới tái sinh của con, của mình, cho nên con đáp là con không biết. Lần thai này tín nữ, nàng đã đáp đúng với ý nghĩa của câu hỏi này. Bậc đạo sư tán thán lần thứ hai, rồi ngài hỏi tiếp: Này tín nữ, Như Lai hỏi nàng không biết thật sao, thì nàng biết, và mình nàng trả lời rằng Bạch Thế Tôn, con biết. Bạch Thế, vì con hiểu rằng hễ có thân này tất sẽ có ngày hoại diệt, vì thế con trả lời rằng Bạch Thế Tôn, con biết. Lần thứ ba, Bạch Thế Tôn tán thán nàng đã đúng ý nghĩa. Này tín nữ, khi Như Lai hỏi con biết thật sao, thì tại sao con trả lời là không biết? Bạch Thế Tôn, con vẫn biết chắc chắn rằng con phải chết, nhưng sau khi chết con sanh nơi nào? Lại nữa, con sẽ chết vào ban ngày hay ban đêm? Chết bằng cách nào? Nơi nào? Trên rừng hay dưới nước? Vào lúc nào? Trung niên, thiếu niên, trung niên hay là lão niên? Con không biết được, nên con trả lời rằng Bạch Thế Tôn, con không biết. Lần thứ tư, Đức Phật tán thán: Này tín nữ, câu Như Lai đã được người đáp đúng ý nghĩa như thế. Đáp đúng ý nghĩa như thế, và ngài dạy đại chúng rằng các ngươi không hiểu biết ý nghĩa của câu hỏi của Như Lai mà nàng tín nữ ấy đã hỏi. Những câu hỏi thâm diệu đã được nàng giải đáp một cách phơi bày. Các ngươi nên tán thán, chớ nên phiền hà trách nàng. Người vô nhãn gọi là mù, cũng vậy, người thiếu trí được gọi là kẻ ngu. Còn người có mắt sáng thì sẽ thấy sắc một cách rõ ràng. Người có trí thường thấu đáo nghĩa lý thâm như vậy. Và ngài đã thuyết lên câu kệ rằng đời này thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng, như chim thước thoát khỏi lưới, rất ít người đi thiên giới. Thì kính thưa quý vị, nói đến thế gian này, nói đến coi như là thật sự là không có hiểu biết được, như hồi nãy hỏi cái cô tín nữ đó, con từ đâu đến, thì chúng ta cứ xu chiều ở từ nhà tới. Nhưng điều mà Đức Phật ngài dư hiểu sức hiểu rằng cô ta từ nhà tới, tại sao ngài hỏi như vậy? Cô này rất là trí tuệ, cô nói rằng con không biết. Rồi ngài hỏi, rồi cô đi về đâu? Cô ta nói con cũng không biết. Rồi Đức Phật ngài hỏi lần thứ ba, chắc chắn con không biết à? Thì lúc cô ta khẳng định lại, dạ con biết. Giờ thứ từng hỏi, con có thật được biết không? Thì giờ nó, lúc đó thì cô ta trả lời không biết. Ở đây, nó có hai cái trạng thái chúng ta tưởng là phủ định. Thì cái hỏi của Đức Phật bằng một cái hỏi của cái tự giác. Hỏi cô ta từ đâu sanh tới đây? Thì cô ta không biết. Và sao cô ta sẽ về đâu? Cô ta cũng không biết. Rồi hỏi rằng, con thật không biết à? Thì chúng ta nhớ Đức Phật này xác định rồi. Con thật không biết à? Thì cô ta hiểu biết chắc chắn rằng, ngài xác định như vậy, ngài hỏi rằng con thật sự biết không? Thì biết chắc chắn rằng rồi cô ta sẽ chết. Và ngài hỏi con biết rồi con thật biết không? Thì nó con không biết. Bởi vì con không biết chết con sẽ đi về đâu. Mà kính thưa quý vị, có hai cái mà chúng ta không thể biết được ở trong kinh, cũng như kinh này chúng ta đã nghe đó. Thì thật ra là không biết mình từ đâu đến, quả thật không biết. Chỉ nếu như chúng ta biết từ đâu chúng ta tới, thì khỏi cần Phật ra đời chúng ta cũng đã tu. Bởi vì nếu chúng ta nhớ chúng ta đi từ cái cõi địa ngục, cái từ cái cõi đau khổ tới, thì không nhắc chúng ta cũng tu. Vì vậy cho nên nói đến cái chữ mà hồi nãy mà đời này thật là muốn anh thất phu tu ở dân lô cô là như thế.
Thì Ajahn Loco có nghĩa nói với cái người không có trí tuệ ở trên thế gian này, mà người không có trí tuệ nó như mù, hay là thế gian nó như mù quáng, người ta chạy theo sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, thì nó không thể nào đến cái chuyện tu hành, nghĩa đến cái chuyện mà phải tu tập, mà phải thành tựu. Cho nên cái chữ Tanuketha đó nghĩa là trong đời này, tức là không có nhiều mà có thể liễu ngộ được tam tướng, liễu ngộ được cái sự vô thường của não vô ngã, hay liễu ngộ về tứ đế. Và trong chú giải, cái giải cái từ mà cha lú nút ta vô, có nghĩa là trong cái đám chim mà bị săn á, quăng cái lưới bắt á, chỉ có một số ít thoát được, những con còn lại bị dính lưới. Như thế nào thì cũng vậy, đa số chúng sinh bị dính mắc cái dưới cái lưới của ma vương, đã tóm được rất là nhiều chúng sinh, khiến họ tái sinh vào khổ cảnh. Và chỉ có một số ít sinh về cõi trời, tức là nhàn cảnh hay là chứng đắc niết bàn, tức một số ít người có biết tu, biết tu hay biết buông bỏ, có niềm tin, có cái sự bố thí, có sự trì giới, có cái sự tu tiến. Thì kính thưa quý vị, qua cái tiếp theo cái câu kệ đó, thì dứt cái xong đó, thì vừa Đức Phật ngài vừa nói dứt câu kệ đó, cái cô con người thời dịch này, cái chức nữ này chứng quả dự lưu. Sau khi nghe pháp xong á, bắt đầu cô ta hoan hỷ, và cô ta đem cái giỏ đựng cuộn tơ đi về và đi đến nơi làm việc của cha. Khi ấy á, thì cha nàng đang ngồi ngủ, đang ngồi một buồn ngủ, nàng vô ý cúi mình, tức là nàng có cái dự ý, tức là cúi mình đi vào cái cuộn tơ và chạm vào cái khung cưỡi, cái khung coi như là đánh cưỡi, nó cái khung dệt á. Thì khi cái tiếng động làm cho cha nàng giật mình, thì theo tác động thường ngày, ông ta kéo cái khung cửa, cái thanh sắt khung á, và đâm ngay cái ngực của cô ta, đâm một người của cô ta, và cô ta chết. Và sau khi cô ta chết thì cô ta là một người, một vị thánh thánh coi như là sơ quả, thì được sanh về cõi đau sức. Thì cha nàng nhìn cái xác con đẫm máu mà ngã ra, ông rất hối hận, và ông ta than khóc với gương mặt buồn bã. Thì ông ta nghĩ không có gì có thể làm cho ta dứt sầu khổ, bây giờ ta đi đến Thế Tôn. Thì ông ta đến Phật với gương mặt mà đau khổ, đảnh lễ Phật và bạch rằng: Bạch Thế Tôn, xin ngài hãy nhổ mũi tên sầu muộn trong tâm của con. Đức Thế Tôn mới phán rằng: Này Cần Sự Nam, chớ có nên sầu khóc than khổ nữa. Nước mắt mà con đang nhỏ xuống vì sự tiếc thương con của mình, nay đã nhiều hơn nước trong bể đại dương. Không gì thấu rõ cái sự khổ sầu của ngươi đâu. Ngươi hãy tự dập tắt cái sự thương mến đi. Rồi Đức Phật nói lên cái pháp thoại Amatak cho Cận Sự Nam ấy bơi đi cái sầu muộn và xin xuất gia. Không bao lâu và cái ông thời gian trời ông chứng quả A La Hán. Thì chúng ta thấy ở trong cái câu kinh này, tại sao mà nói rất là đặc biệt về cái sự niệm sự chết. Đức Phật ngài thuyết pháp thoại đầu, ngài bảo niệm sự chết. Mà đây, cách đây cũng vài ngày, ở trong Luân Phật Pháp Bố Thích Ca Mát cũng có nó liên quan về cái đề tài chết. Cái sự chết, khi cái tuổi thọ của chúng ta nó chấm dứt, mà chúng ta không biết khi nào chúng ta chết, khi chúng ta đang là người mạnh khỏe, mà chỉ chúng ta thấy chỉ cơn cái dịch Covid thì nó cuốn qua thôi, là chúng ta thấy cái bệnh, cái chết đó, nó đến rất là lẹ, nó rất là nhanh. Đó cũng là một cảnh báo. Đó cũng là một cái Covid nó tới, nó cũng thay đổi cách sống, cách nhìn của con người. Mà xưa nay sống hiện sinh hiện thực, nghĩa rằng mình có tiền, mình có quyền lực, mình có tiền nhiều, mình được tất cả. Hay là mình sẽ được nhiều quyền, nhiều tiền, mình sẽ sống hùng, sống mạnh. Nhưng quả thật thì sống hùng, sống mạnh, nhưng chất thì chúng ta chỉ muốn sống trong một thời gian nhất định, chứ không phải là bất định được. Và nếu như một người mà biết niệm sự chết, là chúng ta
như cái gì hồi nãy, như 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 cái con rắn á, như cái lúc đầu á, quý vị thấy nếu như người ta đến khi chết á hoảng loạn sợ hãi, như là chúng ta đã bị rắn nó cắn của chúng ta phải phát độc mà chết. Còn cái người niệm sự chết, khi cái chết nó tới, họ chiều theo và họ thản nhiên, họ đối diện, như là người biết cách bắt rắn từ xa, là kiếm cây gậy hay là kiếm cái vật gì đó để chặn hay để ngừa, để đè cái con rắn đó. Thì kính thưa quý vị, nói đến cái sự chết đó, người ta sợ, nhưng cứ sợ rồi cũng phải chết. Mà trong sự sợ hãi, cái tâm cận tử sợ hãi cái chết đó chính là đọa xứ. Cho nên đại chúng ta một cái gì? Buddha nusati, Thamma nusati, Sangha nusati, Marana, Marana nusati. Tức là tùy niệm về chết. Chúng ta phải nên luôn luôn suy nghĩ, ta phải chết. Ta chết có thể là do cái gì? Do tuổi thọ của ta hết, do chúng ta ăn bị trúng thực, do chúng ta bị tứ đại nó không điều hòa chúng ta chết, và do bị phi nhân giết chết chúng ta, vân vân. Thì cái sự chết này do cái sự vô thường và tuổi thọ của chúng ta nó phải chết như vậy. Và chúng ta không thể nào mà vượt qua được cái gì? Cái trường sinh mà bất lão hay là trường sinh mà bất tử. Chuyện đó xưa, từ xưa tới nay không bao giờ có. Chính nhờ cái tâm suy tư, chính nhờ cái tâm hiểu biết một cách rõ ràng như vậy. Và kính thưa quý vị, thì chúng ta có một cái sự vững mạnh, chúng ta có một cái sự căn bản để chúng ta tu tập. Chứ thường thì chúng ta luôn luôn không biết, rồi chúng ta rất là sợ chết, nhưng rồi chúng ta đâu có né được, tránh được cái sự chết. Cho nên là quý vị cũng hiểu rồi. Và chúng ta không muốn nhắc tới cái sự chết. Nhưng điều dầu không muốn nhắc tới sự chết nó vẫn tới. Không muốn suy nghĩ tới cái sự chết thì sự chết cũng tới. Cũng như là cái gì? Cái già, cái bệnh, cái già. Bây giờ con người đang sống là con người đang già, con người đang sống là con người đang chết. Nói như vậy thì nghe nó lạ, nhưng đều thật như vậy mà. Cái sắc pháp này, cái tuổi thọ này, nó cũng phải già cỗi đi. Từng hơi thở ra vào là từng, là chúng ta xa cái thời gian sống gần kề với cái chết. Bởi vì nhân sinh tất thập cổ lai hy, 70 tuổi đã là khó tìm, là hơi là quý rồi. Thì bây giờ 60 là có xem như là thọ cuộc đời. 60 là hưởng thọ. Và 70 tức là rất là khó. Thì bây giờ chúng tôi cho một cái thời gian nhất định, đó là thời gian 80 tuổi luôn. Thì chúng ta sống, tất cả chúng ta đang sinh hoạt ở trong room này, ít nhất cũng trên 20 tuổi. Xem như chúng ta còn được 5-60 năm nữa thôi. Còn nếu như ai mà 4, 5, 6, 70 tuổi, thì quý vị biết là chúng ta đếm trên thời gian, sống từng ngày nào qua hay ngày đó. Đó là sự thật. Khi người mà niệm quán về sự chết, thời người ấy đối diện với cái chết, không sợ chết. Mà khi biến xứ không sợ chết, thì kính thưa quý vị, họ nhìn thẳng vào cái chết, đón nhận cái chết và chấp nhận cái chết. Bởi vì chúng ta không thể nào tránh khỏi được. Mà nếu như không tránh khỏi được thì chúng ta đừng phải sợ chết. Đành rằng ở trong cuộc đời này đến đây gặp gỡ là cha là mẹ, là danh phận, vợ chồng, con cái, ngay cả sư đồ, tất cả cái điều đó chỉ là một sự hội tụ, chỉ là một sự đến đi trong cuộc đời, chứ không phải là một cái chuyện gì mà dạy mà cho chúng ta được nhiều cái cao cả. Bây giờ người này là mẹ mình, người này là chồng mình, người này là con mình, người này là chồng mình, người này là vợ mình,
vân vân, người này là học trò của mình, người này là thầy của mình, vân vân. Tất cả điều đó là do cái duyên nó hội tạo. Mà thật là xa từ bên hàng ngàn cây số, chúng ta gặp chúng ta mến thương, chúng ta gặp chúng ta ghét hay là giận, hay là chúng ta ngồi kề bên nhau. Nhưng điều mà tâm hồn nó dị biệt hay là tâm hồn chúng ta mến thích thì tất cả điều đó là một cái duyên. Cái duyên hội tụ trong một cái ngôi nhà của cuộc đời này. Và nếu như chúng ta có tu, chúng ta có niệm sự chết, thì cách chúng tu nó, nó nhẹ nhàng, nó bình tĩnh để nó đối diện, chứ không có phải sợ hãi, chứ không phải lo âu. Khi chúng ta có một sự tự tin đối diện với cuộc sống, khi chúng ta có một sự tự tin, chúng ta không sợ hãi, chúng ta không có sự lo lắng, thì kính thưa quý vị, cái sự tin này nó rất là đặc biệt. Bởi trong cái bài mà Thế Tôn lời dạy tỏ tường, năm điều quán tưởng phải thường xét ra, ta có cái nghiệp của ta, ta làm lành thì được vui, gây dữ thì chịu khổ. Cái thâm phu Tasmir đó tin đi qua quy tí bất tân tí, ngày đêm nó qua mau lẹ, bây giờ ta làm được cái gì? Hành trang của ta là cái gì để chúng ta mang theo trong cuộc đời này? Thì nhờ suy nghĩ như vậy, nhờ hiểu biết như vậy, mà vị ấy có một sự tu tập hết sức là căn bản. Còn nếu như mà chúng ta không có sự suy xét, thì kính thưa quý vị, đến khi nó có một chuyện gì đó nó xuất hiện, thì thật sự là khủng khiếp đối với chính ta, và cũng là khủng khiếp đối với những người xung quanh. Dòng chảy của cuộc đời, chuyện có vui, chuyện có buồn, cũng xuất phát điều cái gì? Điều cái nguồn cơn. Trong cái chuyện vui, trong cái chuyện buồn đó, do chính mình, chứ không ai. Không bắt buộc mình. Cũng như chúng ta thương con, thương cha, thương mẹ, thương những người thân, nhưng những người thân nó phải ra đi. Bởi vì cái sự hội tụ, cái thời gian, cái duyên, cái phước họ chỉ ở với mình cái thời gian bao nhiêu đó, chứ họ không thể ở hơn được nữa. Rồi từng người phải đưa nhau, từng người tiễn biệt nhau. Đi đến tha, đi đến nghĩa địa, đi đến đài hỏa táng, buồn thật. Bây giờ, thật sự người thân, ly biệt người thân. Thì từng tấm thân này, rồi phải đi đến cái nơi cuối cùng, đó là cái sự chết. Và cái sự chết này, nó chỉ là một cái gì? Một cái sát na tử, nó qua một cái sát na tái tục. Là chúng ta tái sanh một cảnh giới mới. Thì cảnh giới mới đã quyết định cho tất cả những cái chuyện, tức là sanh hữu và nghiệp hữu đó. Sẽ trả lời cho tất cả chúng ta những cái việc làm lành, những cái việc làm ác, những cái chuyện thuận, chuyện xui, chuyện tốt, chuyện xấu, chuyện đẹp gì. Thì đều được cái sự tu tập, hay là đều được cái sự buông thả là do chính thôi. Cho nên vì vậy cái người mà biết niệm sự chết đó, thì người đó sẽ không sợ chết và cũng sẽ không không kinh hãi với cái chết. Kính thưa quý vị, ở trong cuộc đời này chúng ta rất dễ dàng gây ra bằng một cái sự chấp nối, bằng một sự tiếc nối, yêu quý kiếp sống, chấp thủ kiếp sống này. Nhưng có yêu quý, có kiếp, có chấp nối gì, rồi tất cả mọi cái điều đó chúng ta cũng không giữ lại được. Chúng ta không giữ lại được, chúng ta không cầm nắm lại được khi người thân của chúng ta đã phải ra đi. Bởi vì khi cái nghiệp tới, một khi thần chết hiện về, nó có thể chở che cho mình thân nhân giàu có chí tình, cũng đành đứng đó làm thinh mà đứng nhìn thôi. Chứ người ta không thể nào giúp cho ta, người ta không thể nào, ai có thể che chở cho ta. Ta đi với nghiệp của ta,
một mình ta đến đây, rồi mà ta đi cũng một mình, chứ không đi chung, đi cùng với ai. Nói ra cho nguyện ước cho nó nghe, gọi là không sanh cùng ngày nhưng nguyện chết cùng giờ. Thì cái đó, chết cùng giờ đó là cộng nghiệp. Như vừa rồi ở Việt Nam này mới có xảy ra một cái tai nạn, mà một chiếc cano mà ở Hội An ở miền Trung đó, đi thắng cảnh nó đi ra cái cồn, nó lật, nó chìm cái cano đó, thì có 39 người, thì cứu được 20 mấy người, thì chết 1/3, trong đó có người lớn, người trẻ, người già cũng có hết. Thì chết như vậy đó là chết cộng nghiệp đó, đó nguyện mới chết cùng giờ đó, cùng thời gian. Nhưng dĩ nhiên cũng có trước có sau, chứ không phải là cùng ngay giờ giấc đó, nhưng đều ngay cái thời điểm đó. Và chúng ta biết khi họ chết như vậy đó, chết với cái cộng giờ cộng nghiệp như vậy, thì cũng thật sự là cũng rất là thương tội. Và đây là cái quả nghiệp mà chúng ta biết thường á. Mình thấy người ta đá cá, đá gà, mình đứng mình nhìn mình thích thú. Người ta làm ác mình cũng vui theo, mai mốt chết, mai mốt cộng nghiệp là cộng nghiệp vậy đó. Tại sao mà chết chùm? Hay là chết từng người? Nhưng thường thì kính thưa quý vị, chết chết một mình, thấy người ta cùng chết nhưng mỗi người nó chết một cái riêng, cũng đi một mình rồi. Chứ phải nắm tay nhau chết, cùng nhau chết, không phải như vậy. Cái thời gian nó cũng dị biệt. Thời gian nó cũng dị biệt. Cái đó là thật sự như vậy. Và khi hiểu như vậy, khi biết như vậy, thì chúng ta biết cái câu mà chúng tôi rất là thích. Mà nàng Bát Tích Cha Ra cũng vậy. Đức Phật này luôn luôn thấy cái sự khổ đau. Mà cha của nàng thợ dệt này khóc, lóc buồn khổ quá. Thì nên con đừng có khóc nữa. Cái nước mắt mà con nhỏ xuống cho cái chuyện mất con này hơn 4 bể đại dương. Nói đến như thế có nghĩa là chúng ta trầm luân sinh tử đau khổ bao đời nay rồi quý vị. Nhưng chẳng qua do cái lòng ái chấp, do cái câu thúc của chúng ta chỉ nghĩ là chúng ta sống ở kiếp này, rồi chúng ta biết những người thân của kiếp này. Nhưng sự thật ra là cái dục tìm miên, cái sân tìm miên, nó đã vốn ẩn tìm trong ta từ bao đời nay rồi. Cho nên gặp người đó mới thương, gặp người đó mới ghét. Cái ghét này là do cái dục tìm miên và cái sân tìm miên này nó xuất hiện. Bởi vì khi thấy người ta mà thích, thì lúc đó cái ái tìm miên nó khởi lên. Và chúng ta cảm thấy rằng rất là mến, rất là thích, rất là thương họ. Và đến khi nó đến nghịch duyên hay nó không thích, thì tự nhiên nhìn người ta cũng chả có nói gì, ta cũng chẳng chọc ghẹo mình gì, nhưng nhìn không thích, nhìn thấy ghét. Cái chữ thấy ghét đó chính là sân tìm miên. Nó đã hiện về, nó cùng phối hợp với tâm tư, cho nên chúng ta không thích họ, chúng ta ghét họ, chúng ta ghét bỏ họ, vân vân. Cho nên trong cuộc đời này, kính thưa quý vị, chúng ta, Đức Phật ngày dạy, cần phải quán niệm sự chết. Nó rất 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 là quan trọng. Bởi vì sao vậy? Rồi, khi chúng ta học hiểu được Phật Pháp, nó như là một cái, nó như là một cái đề khác, để cho chính chúng ta chuẩn bị cái sự đau thương, cái sự mất mát. Chúng ta có cái thang thuốc để điều trị, và chúng ta không có đau khổ, không có tuyệt vọng. Nhiều người không có chấp nhận người thân của chúng ta chết, cũng như không chấp nhận mình chết được, và không chấp nhận người thân chết được. Và chính không chấp nhận được như vậy, nó rơi vào cái sự thất vọng, rơi vào cái sự điên loạn, và rơi vào cái sự đau khổ vô cùng. Đó là cái sự thật. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng tôi giảng giải về ý nghĩa và cũng như là duyên sự và lý cái câu Phật cú số 174 là như vậy. Và chắc chắn rằng chúng ta phải nhớ, chỉ có số ít người sanh thiên, đa phần là mù quáng, đa phần là sanh về cái cõi đau khổ là như vậy. Chúng tôi xin kết thúc thời giảng thuyết ở đây. Nếu có điều gì sẽ tất kính ưu mong toàn thể để chúng quan hệ cho. Kính dân Phật Phước Lành đến Đức Trời Linh Thích Tứ Đại Thiên Vương, các vị chư thần, chư thiên hộ trì, tại chủ Đức, tại chủ Quảng Nghiêm,
cũng như ở nơi tư gia của quý mong tất cả được an lạc, được tấn hóa, được vãng sanh về cảnh giới lành, và cũng nhân cái phần phước này xin hướng nguyện đến các vị chân linh, giác linh, ký linh ở tháp của hai chùa Bổ Đức Quảng Nghiêm, và cũng như tất cả thân bằng quyến thuộc của quý vị đã quá vãng sinh ân triêm công đức này, vãng sanh về cảnh giới lành. Và mong cho tất cả chúng ta luôn luôn hãy quán niệm sự chết, biết được cái sự chết nó sẽ tới với mình, không có phân biệt, không có phân biệt sang nghèo, không có phân biệt giàu nghèo, không có phân biệt đẹp xấu, mà tất cả là do cái duyên, duyên khởi của mình tạo được hay là không tạo được là do chính mình. Dạ, xin chấm dứt thời giảng thuyết này. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya, Ewang. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân thượng tọa Tuệ Quyền học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân thượng tọa Tuệ Quyền. Và con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến thượng tọa minh hạnh. Bà quật thủ sắp bằng mạng lăng rắc hành thủ sắp bê đê quát tả sắp bằng bụt đà nụ khoa quê đà sá đà sá thị vôn tư tê. Bà quật thủ sắp bằng mạng lăng rắc hành thủ sắp bê đê quát tả sắp bằng hâm ma nụ khoa quê đà sá đà sá thị vôn tư tê. Bà quật thủ sắp bằng mạng lăng rắc hành thủ sắp bê đê quát tả sắp bằng sẵn khá nụ khoa quê đà sá đà sá thị vôn tư tê. Tất cả phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, cho sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho oai của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh, thượng tọa Tuệ Quyền, đại đức Tề Đức cùng chư tôn đức đã vào trong chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng đảm nhân hồi hướng. Ya deva ta santi vihara va si ni phu pe ga re bo thi ga re tan tan ta tham ma đa đề na ba quan tu bu chi ta so thiên ca ron te tha vi ha ra mang đa đề thề ra cha ma cha na wa ca cha bit ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra so pa na pu ta su chi ta ba quan tu te cha la bu cha ye pi cha an da sam pa wa sam se da cha ta a ra vo pa pa ti ca ya ni tang tham ma wa rang pa ti cha te sap pe pi duk kha sa ron tu sang kha yang tha tu chi rang sa tang tham mo tham ma tha ra cha bu ca la sang ko ho tu sa ma ko wa Atha ya cha hi ta ya cha Am he ra kham tu sap tham mo Sap pe pi tham ma cha ri no Vut thim sam pa phu ni ya ma Tham ma ri ya ba we di te. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt, cấm dân xin xuống nước.